Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử luyện một cái bài chung. Có là cứ khoảng tầm 6-7 bài ngắn thì mình sẽ vào một cái bài chung để mà mình luyện xen kẽ nhau ấy. Vì là bài ngắn nhiều quá thì là nó cũng sẽ giúp cho các bạn luyện cái kỹ năng. Nhưng mà bài dài và bài chung ấy thì nhiều khi là chúng ta hay bị hoang mang và đọc nó không được xuôi tất cả bài, nên là làm bài nó cũng hay bị sai. Khi mà mình làm một cái bài chung hoặc một bài dài ấy, thì mình hình dung là mình làm nhiều bài ngắn với nhau. Và khi mà mình phân tích, mình cũng dựa theo cái cách làm như vậy, là khi mà đọc một đoạn dài thì mình sẽ đi trả lời các cái đoạn ngắn và nó sẽ ra tổng thể một cái bài như thế nào. Bây giờ cái phần này thì các bạn đã làm rồi này. Bây giờ mình sẽ check ở phía bên này. ある新聞記事によると、この4月から新入社員として働き出した若者のうち、かなりの人数がそろそろ今の会社を辞めようと考えているという。Thì ở đây mình bắt gặp cái cấu trúc cơ bản, đó là ni yoruto thì là tối ưu, hoặc là hôm trước mình học là ni yoruto thì wakatte imasu, đúng không? Theo như cái bài báo nọ, theo bài báo kia thì là chúng ta biết được rằng, còn ở đây là theo như bài báo nọ, bài báo kia thì là người ta nói rằng, đúng không? Người ta nói rằng là uchi này, trong số những cái người trẻ mà đang làm việc, hatarakidashi đây là đã làm việc với cái tư cách là nhân viên mới từ tháng 4 trở vừa rồi. Thì trong số những cái người trẻ vừa, cái từ đây là hatarakidasta là đã đi ra ngoài đi làm, là nhân viên mới từ cái tháng đợt tháng 4 vừa rồi ấy, thì kanari no jinsu là hầu hết mọi người thì đều đang suy nghĩ rằng là soro soro là chuẩn bị hoặc là sắp sửa mình sẽ bỏ cái công ty hiện tại bây giờ. Cái kanari no jinsu đây là một cái cách nối từ ghép là khá là cái gì đó, Canadino đi với lại cái số từ ở đằng sau, đúng không? Khá là nhiều cái gì đó, khá là nhiều người. Như vậy, sonona kano hitori no siucho wa tsugi no yona monoda. Thì câu này là câu chủ ngữ này, là cái siucho thì là monoda, là cái quan điểm ở dưới đây, cái quan điểm của một người, trong số đó, là trong số những cái Kanari no Jinsu này, trong số rất là nhiều người đang nghĩ rằng là sẽ bỏ cái công việc hiện tại ấy, thì là một trong số những cái người đó thì đang đang tsuyo na monoda, là đang có cái suy nghĩ, đang có cái siêu trô như sau. Daigaku jidai no senmon o ikashita shigoto ni tsuku tsumori de ima no kaisa o erabi atarashii gizutsu no kenkyu ni kansuru shigoto o kibou shite ita. Mình thấy này, cái dấu phẩy là nhìn thấy ngay cái dạng kết lửng ở đây rồi. Vậy mình có thể tách câu này thành hai câu. Cái dạng kết lửng thì là sẽ gửi lại cho mọi người cái link để tham khảo. Nhưng mà khi mà có thấy dạng kết lửng ấy, mình sẽ phải để ý là nó đang có thể chia được thành hai câu và nó nói về cùng một chủ đề cho cái phần trước và phần sau. Thì mình sẽ dịch cái Erabi này thành một câu trước nhá, là gì? Daigaku jidai no senmon o ikashita shigoto ni tsuku tsumori de, là tiếp tục này, mình sẽ thấy là cái câu trên người ta đang nói là đây là cái suy nghĩ của một người trong số đó, nên là cái đoạn này nó chính là cái suy nghĩ của cái người đấy, đúng không? Thì là mình sẽ dịch là gì, là cái người đấy, đúng không? Hay là cái bạn trẻ đấy, là tôi nhá. Tôi thì đã dự định là shigoto ni tsuku, là làm cái công việc này, đến với cái công việc này để mà phát huy cái chuyên môn thời đại học của mình, và làm sao, và là có cái kibo shite ita, là có cái nguyện vọng là làm cái công việc liên quan tới nghiên cứu kỹ thuật mới. Tokoro ga, thế nhưng mà làm sao, cái no wa, đúng không? Cái no wa thì là shigoto datta, là cái câu danh từ, A là B. Vậy là cái no ở đây nó chính là cái shigoto này này, cái công việc mà tôi được cho hoặc là được nhận trên thực tế ấy, thì là cái công việc mà quản lý các cái sản phẩm, các cái phụ kiện, đúng không? Dùng để sửa chữa. Ichio na buhin no shiryou ya ryou o kakunin shi, pasukon de shiryou o tsukuri, kozo ni renraku suru toi itta koto o shiteiru. Cái tối tạo cô tổ ở đây nó bằng với cái từ na độ ấy, có là kiểu như là làm những cái công việc kiểu như là ABCD, nó bằng với na độ này. Tiếp đến mình sẽ thấy si ở đây là dạng kết lửng, nên là mình sẽ dịch cái này nó thành một cụm trước, một câu trước. Đây cũng lại là dạng kết lửng này, cái dạng kết lửng này gặp rất nhiều trong N2 và N1, và mình sẽ phải hiểu là các cái kết lửng đấy nó liên kết với nhau, thì nó sẽ là mỗi một cái ý đấy nó là một ý và nó nói về cùng một chủ đề thôi. Thì mình sẽ dịch là tối
Tạo cú tố steru là mình sẽ dịch là cái khung chính của câu, là tôi đang thực hiện các cái việc kiểu như là ABCD, kiểu như là check cái số lượng này, hoặc là check cái số lượng hoặc là cái loại sản phẩm cần thiết này, rồi tạo ra các cái tài liệu bằng máy tính này, rồi liên lạc với lại xưởng sản xuất này. Cô dù đây là xưởng sản xuất. Onashi koto kurikai sự đa kế đệ chumara này. Chỉ với cái việc là gì lặp đi lặp lại những cái công việc giống nhau đấy thì rất là chán. Motto jibun ga ikaseru hoka no kaisa ni utsuritai là tôi muốn làm sao chuyển sang một cái công ty khác. Cái công ty khác đấy như thế nào thì cái công ty khác đấy là sẽ ikaseru, là khiến cho phát huy được cái bản thân tôi hơn nữa. Thì kare ga, vậy kare ga ở đây nó chính là ai ạ? Chính là cái người mà có cái suy nghĩ như trên này này, đúng không? Thì nó chính là cái suy nghĩ của một trong số những cái bạn trẻ đấy, thì là chính là cái anh ấy, là cái người này. Cái người này là cái người mà nói ra cái đoạn này. Thế bây giờ mình sẽ tìm cái câu trả lời trong 1 2 3 4 ở đây và loại nhá. Shigoto o yameta bakkari de atarashii shigoto o sagashiteru wakamono là cái anh ấy, là cái một cái người trẻ tuổi đang tìm kiếm một cái công việc mới và vừa mới nghỉ việc. Thì thực ra anh này anh chưa nghỉ việc. Anh ấy chưa nghỉ việc, tại sao mình biết vậy? Tại vì cái câu trên này 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 là anh ấy là một trong số những người đang nghĩ là sẽ yameyo, sẽ nghỉ việc cái công ty hiện tại, và soro soro đây là chưa có nghỉ mà là sắp nghỉ thôi. Nên là cái câu 1 này bị sai. Câu 2 này dai gaku jidai ni shiuriyo no buhin nitsuite kenkyu shite ta wakamono là cái người đang tiến hành nghiên cứu về cái phụ kiện dùng để sửa chữa vào thời đại học. Thì bị sai rồi đúng không? Là anh ấy không phải là đang làm cái công việc nghiên cứu, mà là anh ấy chỉ đang làm những cái công việc anh ấy muốn, đúng không? Anh ấy thực ra là anh ấy chọn cái công ty này để mà muốn làm cái công việc về nghiên cứu, nhưng mà thực tế cái việc mà anh ấy được giao thì nó chỉ là đơn thuần là xác nhận số lượng rồi làm tài liệu rồi liên lạc đến xưởng sản xuất thôi. Nên là cái câu số 2 này bị sai. Câu số 3 là gì? Shigoto no keiken wa mizukai ga shigoto yameru tsumori de iru wakamono là mặc dù cái kinh nghiệm làm việc thì vẫn còn ít nhưng mà đang có dự định nghỉ việc, là cái anh này là một trong số những cái bạn trẻ như vậy. Thì nó là cái đáp án của cái bài này, của cái câu này là vừa mới, đúng không? Ở đây là sono shigatsu kara shin ryu sain toshite hatarakidashita là đây là một trong số những cái bạn trẻ mà vừa mới làm nhân viên mới từ cái đợt tháng 4 vừa rồi thôi. Và cũng đang có cái soro là yameyo, đúng không? Bỏ cái công việc hiện tại. Pashcon de silio chikuru koto ga nigate de kuro shiteru wakamono, câu này thì cũng sai. Không phải không có cái câu nào mà nhắc tới là anh ấy rất là kém trong cái việc tạo tài liệu bằng máy tính cả, đúng không? Mà anh ấy đang làm những công việc đơn giản như vậy thôi, nên cái câu số 4 này cũng sai. Mình sẽ đọc tiếp này. Kare ga yaritai no ni yarasete moraenai という shigoto wa hontou ni kare ga manzoku dekiru shigoto nano daro ka. No đà đồ cả là phải chăng là thế nọ thế kia. Mình thấy kết thúc là danh từ, vậy mình sẽ đi tìm chủ ngữ là đây, là cái công việc đấy, là cái công việc như thế nào đấy. Cái công việc đấy nó là cái công việc mà anh ấy nói rằng là gì, yaritai no ni yarasete moraenai, là mặc dù là no ni, đúng không, mặc dù là rất là muốn làm nhưng mà lại không được giao cho làm. Yarasete morau là nhà cho mình làm, đúng không? Vậy là cái công việc mà anh ấy nói rằng là muốn làm nhưng không được cho làm ấy, thì hontou ni kare ga manzoku dekiru shigoto nano daro ka, thì liệu phải chăng đó có phải là cái công việc mà anh ấy manzoku thực sự hay không? Liệu đó có phải là cái công việc mà anh ấy có thể manzoku thực sự được hay không? Shigoto ga omoshiroi ka do ka wa jissai ni yatte minakereba wakaranai. Ka do ka, đúng không? Cái việc mà chủ ngữ này, đúng không? Cái chủ ngữ ở đây và động từ của mình là kara này, nên là mình sẽ hiểu là cái việc mà cái việc mà công việc đấy nó có thú vị hay không ấy, cái công việc đấy nó có thú vị hay không ấy. Thì nếu như mà yatte minakereba, và nếu không làm thử trên thực tế thì sẽ không thể nào biết được này. Jissai ni sono shigoto ni tsuita toshitemo konna hazu janakatta to omou kanosei mo aru, là cho dù là, đúng không, trên thực tế là mình làm cái công việc đó đi chăng nữa, nhưng mà cũng có khả năng là bạn sẽ nghĩ rằng là, hoặc là anh ấy sẽ nghĩ rằng là konna hazu janakatta là nhất định không phải là một cái việc như thế này, đúng không? Nhất định không phải là một cái công việc kiểu như thế này. Thì cả cái ý này người ta đang muốn hỏi cái câu gạch chân này là gì đấy ạ?
câu gạch chân của mình này nó có nghĩa là như thế nào. Thì bây giờ với cái câu gạch chân này thì mình sẽ phải nhìn thấy là có cái từ kona. Kona là đại từ chỉ thị. Vậy là mình sẽ phải hiểu cái kona này là cái gì đã. Mà kona thì thông thường thì nó chính là cái phần ở đằng trước đây, đúng không? Cái đoạn trên người ta đang nói rằng là có thực sự cái công việc mà anh ấy muốn làm đấy thì sẽ khiến cho anh ấy quả thỏa mãn hay không? Vì là làm sao? Vì là nếu mà mình không thực tế làm thì mình sẽ không biết được là cái công việc đấy thú vị hay không. Trên thực tế khi mà mình làm cái công việc đấy thì có khả năng là anh ấy sẽ nghĩ rằng là không bao giờ có cái công việc như vậy, hoặc là ý nói là sẽ mặc dù là nghĩ rằng là cái công việc đấy là mình muốn làm, nhưng khi mà làm thực tế thì là có khả năng mình sẽ nghĩ rằng là nó không được như là mình mong đợi, đúng không? Và nên đáp án của mình là gì đây? Yaritakatta shigoto omoshiroi to omotteru no ni omotteta no ni omoshirokunai, và nó chính là cái đáp án của cái bài này. Mặc dù là cái công việc mà mình nghĩ rằng là cái công việc mà mình muốn làm ấy, mình nghĩ rằng là nó là thú vị nhưng mà nó lại không thú vị. Đấy, kona hazu janakatta, đúng không? Không hazu janai, đúng không? Chắc chắn là không phải một cái công việc như thế, đúng không? Không phải là một cái công việc thú vị như là mình nghĩ. Yaritai shigoto o yarasete moraeru to omotteta no ni yarasete moraenai, là mặc dù nghĩ rằng là muốn cho làm cái công việc mà mình muốn làm nhưng mà lại lại không cho làm, thì cái ý này nó bị sai hoàn toàn rồi, đúng không? Mình cần phải hiểu cái đoạn văn này, cái kona ở đây nó là cái gì. Thì kona ở đây nó chính là cái omoshiroi ở câu đằng trước này này, đúng không? Cái công việc của mình nó có thú vị hay không ấy, thì mình tìm bằng cái đại từ chỉ thị này, nó nói về cái gì thì nó là cái đấy, nên là cái số 2 này không không đúng. Yatte de shigoto ga kirai da to omotteta no ni suki ni natta. Cái đoạn này thì chưa nói đến cái này, không nói đến cái này, chưa nói đến cái này, là mặc dù mình nghĩ rằng là cái công việc mình đang làm rất là ghét nhưng mà mình lại lại trở nên thích, thì không đang không nói đến cái này. Yaritai shigoto wa dekinai to omotteta no ni sono shigoto ni tsuketa, là mặc dù là nghĩ rằng là mình không thể làm cái công việc mà mình muốn làm nhưng mà mình đã làm cái công việc đấy, đúng không? Thì cái này cũng không hề nói đến trong bài. Cái câu này có vẻ dễ tìm đáp án rồi, đúng không? Nên đáp án của mình nó chỉ là cái số 1 này thôi. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Kaisa という組織では希望するかしないかにかかわらず、さまざまな仕事が経験でき、多くの仕事と出会える。Mình thấy dạng kết lửng ở đây này. Vậy là mình sẽ dịch là có cái nọ và có cái kia. Hai cái ý trước kết lửng và sau kết lửng này là hai cái ý nói về cùng một chủ đề, đúng không? Thì là cái chủ đề của mình là gì đây? Là nếu ạ, là để chỉ phạm vi này, cũng là trong cái môi trường hoặc là trong cái phạm vi là các cái tổ chức được gọi là công ty ấy, thì là sẽ có thể, đúng không? Ở đây là chúng ta sẽ có thể kê kênh là có nhiều, có những cái trải nghiệm về nhiều cái công việc khác nhau. Samazamana shigoto là có thể trải nghiệm được nhiều các cái công việc khác nhau. Ni kakawara zu đây là không liên quan gì tới việc là kibo suru ka shinai ka, không liên quan gì đến cái việc là mình có kỳ vọng hay là không kỳ vọng cái công việc đấy. Okuno shigoto to deairu, và mình sẽ deairu là bắt gặp mà rất là nhiều các cái công việc khác nhau và có thể trải nghiệm được nhiều các cái công việc khác nhau như thế, mà không kể, không liên quan đến việc là mình có mong muốn, có kỳ vọng hay không. Shigoto ni dou torikumu ka shidai de hataraku mae ni souzou shita yaritai koto izou ni omoshiroi shigoto ga mitsukerareru kamo shirenai. Shidai đây là gì? Tùy thuộc vào nhá. Nó sẽ là cái từ này là tùy thuộc vào. Torikumu đây là nỗ lực, nỗ lực, còn đô đây là nỗ lực như thế nào. Shidai đây là cấu trúc ngữ pháp này, tùy vào việc là bạn nỗ lực như thế nào cho cái công việc ấy thì là bạn sẽ có thể mitsukeru, đúng không? Có thể tìm ra được cái công việc rất là thú vị hơn là cái thứ mà mình muốn làm mà bạn đã tưởng tượng lúc trước khi mà mình làm việc, đúng không? Thì khi mà mình nhìn vào một cái câu thì mình sẽ nhìn từ cuối lên, thì nó có cái lợi ích như thế đấy, là nhìn vào cấu trúc ngữ pháp là một, nhìn vào cái shigoto này là hai, đúng không? Tìm thấy cái công việc đấy như thế nào, thì nó tất cả cái từ hataraku mae sozo shita yaritai koto izou ni omoshiroi shigoto ở đây nó là bổ nghĩa cho cái shigoto này hết. Cái công việc đấy thú vị như thế nào thì thú vị hơn là cái thứ mà bạn muốn làm. Cái thứ mà bạn muốn làm đấy như thế nào thì nó lại được bổ nghĩa bởi cái động từ và cái yaritai koto này ở đây, hơn cái thứ mà bạn đã tưởng tượng lúc trước khi mà bạn làm việc, đúng không? Thì cứ dịch theo từng cụm như vậy, theo các cái mệnh đề danh từ như vậy thì là nó sẽ ra thôi. Đừng có hoang mang khi mà nhìn một câu dài.
Shigoto to wa keiken no kasaneru naka de, kouiu shigoto de wa kouiu kufu ga dekiru to mizukara ga hakken shiteiku mono da. Mono đây nó đi với cái từ tố hóa này, định nghĩa công việc nó là cái thứ như vậy. Cái từ naka de là trong khi mà mình tích lũy kinh nghiệm này, tiếp đến là hakken shiteiku đúng không? Sẽ đi với cái từ mono này nên là mình dịch cái hakken shiteiku cái gì thì nó chính là cái đoạn cụm danh từ ở đây. Vậy là cái công việc được định nghĩa ở đây là cái công việc mà mình sẽ hakken shiteiku là sẽ đi phát hiện tự mình, mizukara hakken shiteiku là sẽ đi tự mình phát hiện ra rằng là koyu shigoto đều ạ. Với cái công việc như vậy thì là mình có thể có những cái cải tiến hoặc là có những cái phần tìm tòi sáng tạo rồi tỉ mỉ tính toán như thế nào sao cho nó hợp lý đúng không? Thì với cái công việc như thế này thì là mình sẽ cần phải có những cái tính toán tỉ mỉ như thế nào đúng không? Trong cái quá trình mà mình trau dồi kinh nghiệm hoặc là mình tích lũy kinh nghiệm, có là công việc nó là cái thứ như thế. Thì việc là cái thứ mà tự mình phải đi phát hiện ra những cái điều như vậy trong cái quá trình mà tích lũy kinh nghiệm. Shigoto no omoshirosa wa chumi kasane ga atte koso wakaru mono da to ieru daro. Ở đây mình thấy cấu trúc ngữ pháp là koso, tiếp đến là mình thấy chủ ngữ là omoshirosa và tiếp đến là mình sẽ thấy là mono da to ieru, vậy là có thể nói rằng là mono đúng không? Vậy là mình sẽ lại tiếp tục nhìn cái bên trong ấy thì nó là câu danh từ thôi, A là B. Omoshirosa đấy là cái mono đúng không? Là cái sự thú vị trong cái công việc, cái điều thú vị của công việc nó là cái điều mà cái mono đấy nó được hiểu ra từ cái chính cái việc đúng không? Từ chính cái việc là tích lũy những cái kinh nghiệm đúng không? Có thể nói rằng là như vậy. Có thể nói là cái niềm vui trong công việc nó chính là cái thứ mà chúng ta hiểu được hoặc có được thông qua cái quá trình tích lũy kinh nghiệm. Cái bài này nội dung câu cuối là điều tác giả muốn nói đến nhất là gì thì mình sẽ đi loại dần nhá. Semon o ikashita shigoto ni tsuku ni wa daigaku jidai ni semon se o minitsuketa hou ga ii. Ni wa mà đi với động từ ở đằng trước ở đây thì mình sẽ là để này. Để mà làm cái công việc mà phát huy được cái semon, được cái chuyên môn của mình ấy thì nên minitsuketa là nên học tập trang bị cái tính chuyên môn của mình ngay từ thời đại học. Thì cái này không có nói đến tại vì là cái bài này toàn bộ là nói về cái giai đoạn là lúc mà mình đi làm rồi của những cái người mà đã đi làm từ cái tháng 4 vừa rồi rồi nên câu số 1 là bị sai. Mà nó cũng không nói đến cái việc là trau dồi cái kiến thức cái chuyên môn cả. Kai sa so suki ni hairu mai ni jibun o ikaseru no wa donna shigoto ka o shiru beki da. Là trước khi mà mình vào một cái tổ chức công ty thì mình cần phải biết cái công việc nào là gì, cái công việc mà phát huy được bản thân mình nó là cái công việc nào. Thì cái này cũng không phải là cái điều tác giả muốn nói đi nhất. Tại vì là cái bài này nó đang nói về cái gì là một số người muốn nghỉ việc vì là không được làm cái công việc mà họ thích, không được làm cái công việc mà họ muốn. Nhưng mà trên thực tế làm sao cái công việc mà họ muốn hay không đấy thì có thực sự là bạn thích hay không hoặc thực sự có thú vị hay không ấy thì phải là gì? Phải gì sai đây này. Là phải gì sai. Yatemina kerebawa karanai. Theo đấy đúng không? Và khi mà mình vào công ty thì là mình sẽ được giao cho các cái công việc khác nhau. Cho dù là mình muốn hay không muốn thì cũng sẽ được giao nhiều công việc khác nhau. Thì thông qua cái việc là nhờ vào cái việc torikumu đúng không? Nỗ lực cho cái công việc đấy thì mà mình mới phát hiện ra là cái điều mà cái công việc mà mình làm đấy nó thú vị hơn cả những cái điều mà mình nghĩ là mình muốn làm. Đúng không? Thì là nó là cái sự tích lũy kinh nghiệm trong cái quá trình làm việc nên cái câu cuối này nó là cái chính này, là cái sự thú vị của công việc ấy nó được hiểu khi mà cô sổ đúng không? Khi chính khi mà bạn tích lũy kinh nghiệm thì là bạn sẽ mới thấy cái công việc cái thú vị, còn nếu như mà mình chưa có kinh nghiệm gì mà mình chỉ nghĩ là mình muốn làm thôi ấy, thì chưa chắc nó đã omoshiro thật. Nên đáp án của mình ở đây cái câu số 2 này là cũng sai đúng không? Không nói về cái ý đấy. Yaritai shigoto yori yaritakunai shigoto no hou ga omoshiroi ni chigai nai. Cái này thì sai hoàn toàn rồi. Có là omoshiro ka do ka thì mình phải gì sai yaru cơ đúng không? Thì chặn cái đoạn mà đây là khẳng định chắc chắn là cái công việc mà bạn không muốn làm thì thú vị hơn cái công việc mà bạn muốn làm thì là bị sai. Còn đáp án số 4 thì là chính xác này. Là jibun ni atta shigoto ka do ka wa cái việc mà cái công việc đấy nó có phù hợp với mình hay không ấy thì aru te do tsuzukete yatte minakereba wakaranai. Là aru te do là
ở một cái mức độ nào đấy thì là chuzukete yatte mina kereba, nếu như mà bạn không tiếp tục hoặc là duy trì ở một cái mức độ nào đấy thì bạn sẽ không thể nào biết được là cái công việc đấy nó có phù hợp với mình hay không, đúng không? Thì chính là jisai yatte minai to thì wakaranai ấy. Thêm vào nữa là cái sự thú vị của cái công việc ấy thì nó chỉ được biết đến khi mà mình tích lũy kinh nghiệm, đúng không? Mình phát tự mình jibunkara mizukara là phát hiện ra được những cái điều thú vị đấy trong công việc bằng cái kinh nghiệm của mình. Thì đấy là một cái bài bài chung mà các bạn đã cùng đọc với mình. Thì với cái bài này thì mình sẽ rút ra được một điều, đó là gì, khi mà đọc một cái bài chung hoặc một bài dài ấy, thì mình sẽ đọc theo từng đoạn, đúng không? Trong cái bài này nó có 3 câu, 1, 2, 3, thì mình sẽ đi trả lời cho từng cái câu này một. Mình tìm, mình xác định xem là cái câu số 1 này nó nằm ở cái đoạn nào, thì mình sẽ đọc cái đoạn đấy trước, rồi như kiểu đọc một cái đoạn ngắn xong là trả lời một cái bài ngắn, xong lại tiếp tục đến cái phần số 2 này thì nó nằm ở đoạn nào. Mình sẽ đi đọc cái đoạn số 2 đấy để trả lời cho cái đoạn số 2. Nó cũng kiểu gộp các cái bài ngắn lại với nhau thôi. Còn riêng cái câu mà điều tác giả muốn nói đến nhất là gì thì mình cần phải hiểu tổng thể của cả bài. Thì cái này là mình sau khi đọc các cái bài ngắn đấy, mình sẽ tổng kết lại và tổng hợp nội dung lại rồi điền cái đáp án cuối cùng là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì. Thì khi mà mình chia nhỏ các cái đoạn đấy ra thì mình sẽ cảm thấy đọc nó cũng sẽ dễ dàng hơn, đọc nó cũng sẽ dễ nắm bắt hơn, và chia các cái đoạn như vậy cũng giúp cho mình làm nhanh hơn và chính xác hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nhé.